Vâng, xin giới thiệu với toàn thể quý vị, hôm nay lên nhà anh Quảng ở đây là ở Phú Lộc, Phú Ninh, Phú Thọ quý vị ạ. Anh ấy có cái mấy cái tác phẩm gỗ trồng thì nó tuyệt vời luôn. Gỗ này không biết là gỗ gì không biết. Ông chủ đang đây giới thiệu với toàn thể quý vị ạ. Đấy, anh chủ bắt đầu vào thì tôi sẽ xin ý kiến của ấy, xin ý chào kiến của anh. Ông chủ. Vâng, em chào anh. Anh em vào uống nước đấy. Anh ơi, cho em hỏi gỗ này gỗ gì đây? Cái cây này là long não tía, còn bản ấy là bạch xanh. Long não tía. Bạch xanh. À. Vâng, còn đây là gỗ bạch xanh. Đây là quả Phú Lộc đấy. Chú thực ơi, chú ngồi lọt thỏm lắm. Ông thực ngồi bộ này. Một ngày thì cái ghế đơn này thì có thể hai người ngồi về rất nặng mái. Rồi. Ôi đấy, đây, bộ này có hơn 6 tấn không? Cây này của cháu là một chiếc mất tiên mà. Hai người ngồi vào vẫn lỏng. Vẫn lỏng hả chú? Cháu dòng cây kém thật. Sống một năm rồi vẫn chết. Cứ từ này hôm nay chú nói cái bộ ghế này bằng gỗ bách xanh. Bách xanh, bách xanh. Gỗ bách xanh. Em làm chục năm nay rồi đấy. Hơn chục năm. Nếu mà nói về cái chất gỗ này từ bé ra hôm nay mình nghe đấy. Bác ngửi thấy mùi thơm không? Ừ. Đây là cửu long bát mã. Cửu long gì anh? Cửu long bát mã. Đây này, bát đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con ngựa. 9 con rồng. 9 con rồng. À, đến à, cửu long bát mã. Cái bộ bàn ghe rồi. Cái tích này nghe hay hết nhỉ. Ăn nước bảy nhà nó. Đúng rồi. Đây là tích 789. Mỗi cái này là một con. Đục hai bạn thợ ở Sơn Tây ấy. Mẫu của Trung Quốc anh ạ. Cũng may cái thời đấy làm được, bây giờ thì chịu. Bây giờ cái gỗ bán cân nó đúng rồi. Cao lắm. Nên là bách xanh đúng không anh? Dòng cốt này bao nhiêu năm rồi? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Hơn chục năm. Tức là làm bộ này, mua bộ này được hơn chục năm. Làm được hơn chục năm. Và anh em đã làm được hơn 2 năm. Đặt trước 2 năm và hơn 2 năm mua gỗ. Anh ơi, thấy cái con này là con như thế nào anh? À đây, cái này thì rẻ thôi, con này là... Không, con gì ấy? Đầu tiên đó là kiểu rùa hóa long quy. Long quy xuất động đấy à? May mắn. Kiểu may mắn cho gia đình ấy. Nó cũng là gỗ bách xanh hả anh? Không, cái này là ấy thôi, không phải bách xanh. À. Còn cái này là hương này, cái này là cái hương mà vừa quay ấy. À, tương đỏ đấy anh. Nu hương. Đây là phụ đạt ma đấy. Sư tổ đạt ma. Đang cưỡi mây à? Vâng. Bách xanh thì chỉ có như cái này bách xanh. Nhìn cái con rồng này trông làm đám công nhỉ? Vâng, 2 năm đấy. Đây, thợ làm mất 2 năm đấy. Đục cả đằng sau anh. Đằng sau cũng đục. Vâng. Anh uống bia uống rượu nữa. Cả bia cả rượu nhá. Bia sau mát. Giới thiệu với anh em đồng chí Mạnh Côn Sai. Chào tất cả anh em nhé. Đấy, hôm nay được vào nhà anh Quảng ngắm bộ bàn ghế bằng gỗ bách xanh. Phải nói là độc nhất vô nhị ở Phú Ninh này. Đúng là độc nhất vô nhị. Thật sự luôn, lại còn hai mặt nữa. Trong đứng ngoài. Vâng, cả hai mặt. Hai mặt. Thế nên mới lâu. Thợ của anh ấy đục là mất 2 năm trời. Gỗ bách xanh. À, gỗ này nó cũng thơm đấy. Vào nhà cái là thơm. Vâng, gỗ này nó thơm. Rồi rồi. Đấy, ông anh kia tự sướng. Mười năm rồi quý vị ạ. Hơn 10 năm. Cửu long bát mã. Ông vào trong nhà đấy là mùi đã thơm. Vâng.
nhận là gỗ này nó cái này giờ hầu như gỗ to quá rồi. Đúng rồi, bây giờ khó lắm, bây giờ khó mua được lắm, khó làm được lắm. Thế đây là gì? Cái bàn này tính từ đây sang kia không phải mét rưỡi nhỉ? Vâng. Nguyên đường kính ngang này. Chưa... đây là rượu à? Rượu rượu rồng này. Còn chai rượu này là rượu Nga. Chai này là chai rượu Nga này vẫn chưa bật này. Ông ơi, ông qua đây ngắm con rồng này chưa? Rượu rồng. Rượu đấy. Để em chống hàng giả. Rồi rồi, thế nha anh em. Đây mới là gỗ gì nhỉ? Quá cao nhà thì đẹp trai á. Chào chú em. Đây là nghệ nhân Mạnh. Đây là chú Mạnh bonsai còn nổi tiếng ở Việt Nam. Còn đây là nghệ nhân ghép cây. Và cũng rất là vinh dự là con này có anh Thương. Đây bác sĩ anh Thảo Đại. Tạo ra để cho ông chụp một kiểu đi. Đấy. Đây này, giới thiệu anh em cái này là bằng mun. Mun đen này anh, à mun sừng nữa. Nó là cái gì đấy anh? Cái tác phẩm đấy, ý em muốn hỏi là cái tác phẩm ấy nó là hạnh phúc, tức là một đôi hạnh phượng phúc. Ấy. À vâng. Cúc rồi là chim. Cái gì có đôi? Đôi. À cái gì có đôi? Hay phết nhỉ anh nhỉ. Cái này thì tác phẩm này em thấy độc đáo đấy. Cái này bây giờ cái này cũng khó kiếm phết. Còn hay. Còn cái này thì tác phẩm này cũng đặt ở dưới đấy đây. Đây gỗ hương này. Gỗ hương này. Và hương gỗ đó. Hương này đục bằng tay. Đục bằng vâng. Tay toàn bộ là đục bằng tay. Bước này rất là lâu. Cũng lâu lâu rồi đấy. Được anh nhỉ? Đục rất là lâu mà kỳ công. Đục lầm. Mọi người chơi gỗ thì sẽ biết. Đục lầm loài ra này. Lầm này khó. Đấy, cái này còn cái này thì nó tuy gỗ nó không phải là quý quá nhưng mà nó lại rất là nghệ thuật. Đấy em nhìn nó. Đây là kiểu long tranh châu châu đây là. À kiểu long tranh châu. Chín con rồng. Chín con rồng ngậm hoàn ngọc. Nhà toàn rồng nữa. Mọi người cũng bảo thế nào mà may thế nào mình cũng chơi được rồng. Nhiều người không thể chơi được nhiều rồng chắc là sinh năm rồi. Anh có sinh năm rồng không? Anh 76. Rồng à? Dạ. Ôi thế. Thế đây, thì này, hôm sinh nhật là bạn cũng tặng cái này rồng. Cũng là rồng. Ừ thằng nào. Thế thì nhẽ ra anh phải làm một cái biển ở ngoài ấy là tổ rồng. Không. Không đấy. Làm cái biển ở nhà ấy là tổ rồng. Các cháu nó bẻ mất râu rồi nào. Tức là đây là được cái là có rồng. À gì lạ. Có ông cụ đấy rồi nên là yên tâm. Tiền đây là tiền vào như nước ấy. Nhà thì ngày xưa thợ làm đấy. Ờ bây giờ bộ nhà nước nó chảy vào trong. Chú là chủ rồng chơi rồng là đẹp rồi. Em tự rồng rồi. Em là khoa học của anh ta gọi khoa học. Em thử rồng nên em chơi được tất cả các thứ đấy. Đây, đúng kiểu lòng nhỉ, chín con rồng, ông thực ạ. Chín con rồng. Tác phẩm này được đấy. Nó là gỗ gì đây anh? Lòng não tía thôi. Lòng não tía, nhưng mà nghệ thuật anh này. Anh xanh thì không bao giờ có được. Em làm chứ em đi sưu tầm đến em anh biết đâu em đi cũng lâu rồi Nga, nhưng mà em cứ đi về là em cây cùng nhưng mà có cùng thời cái bộ ghế kia em cứ đi về em hay về nhiều đó em đi có thể là từ sáng đến tối à. Đó thế nên là mình sưu tầm mỗi một cái nhánh như anh một... nói là cứ yêu là được đấy mà sẽ ông sẽ nghệ nhân này cũng giỏi nhỉ yêu nhân nó sẽ đến mà cửu long đấy chín con rồng đấy không cửu long tranh châu đấy cửu long tranh châu đấy ấy chín con rồng ngậm đấy là cái mình của nó đây chỗ này cái đẹp này ngọc. Quay chỗ này nó như là rồng đằng à. Sau đằng cánh em quay đằng cánh ôi công nhận nhở đằng sau nó còn nguyên ra em quay cánh nuôi về đằng này cánh em quay cái cánh rất là đẹp rồi nói chung là yêu mến cây cối vâng rồi là gỗ xuất sắc đây anh ạ. Được. Cái này nặng đến tấn không anh? Hơn đấy. Hơn cơ à? Ừ. Thế bây giờ vẫn còn hơn tấn đấy. Ủa, thế quá nặng rồi. Đây là ngon ngót đi rồi đấy đúng không? Ôi dồi ôi, cho vào khổ lắm. Cho vào khổ lắm. Cái này cho vào phải. Cái này là 1 tấn 6 này. Phải có kinh nghiệm mới cho được cao chứ. Bộ bàn. Cái này là 1 tấn 6. Riêng cái đấy. 2 mét 6. Riêng cái đoạn đấy. Chiều dài là 2 mét 6. Cái đấy nó có tinh dầu, nó nặng. Nặng 1 tấn 6. Ủa. Chiều dài là 2m6. Vì cái giống của anh đâu quên. 3m2 quên. 3m2. Chiều dài là 3m2. 3m2. Nhà em này 6m. Riêng cái đoạn đấy là nặng. Cái bàn này là rộng là khoảng 1m rưỡi, chiều rộng
Cái bàn này, ghế này là nặng nhất mà hơn 1,6 tấn. Thế còn cái này này là 6,5 tạ. Cái này là 6,5 tạ. 3 người một ghế nhỉ? 3 người một ghế. Tặng nhờ. Cái này là 6,5 tạ. 3 người một ghế. Đấy, cũng là đam mê thôi, chứ không phải đại gia đâu, mình cũng bình thường lắm. Vâng. Không, nhưng mà gọi là đam mê, dám chơi. Đam mê thôi, bác là bác thực ạ. Đam mê và dám chơi, dám chơi. Như bác nói, bác cũng một đấy. Như bác nói là cứ đam mê là chơi được. Đấy, đột biến đây ạ. Có lại đột biến không anh? Không. Đây là ấy thôi, đây là... Nó có cái bài thơ về Lan là Lan ơi em hết thời rồi, nhưng mà em để cho rất nhiều người đứng ngồi không yên. Vâng. Mong cho Lan có giá lên tiền, anh đem bán hết giả lợi liền chỗ anh. Lan ơi. Không, Lan nó có tội gì đâu. Lan nó đẹp. Nhưng mà chỉ có là tại người đẩy cao thì nó khổ nó. Chứ em vẫn chơi mà. Tuyệt vời. Lan trên cây là hôm vừa rồi lên Hà Giang có cái đồng chí nấu ăn, đồng chí tên là Lan, thế là đến bữa ăn mình làm tự mình nghĩ ra mình làm bài thơ về Lan. Chúc mừng anh nhá. Anh em hôm nay đã bớt chút thời gian lên để chơi và ngồi uống chén rượu anh nha. Ok anh. À bây giờ